không phải là vui, mà cái cõi đời này là những cái điều đau khổ. Chúng ta nghĩ như là nàng Bhattacharya vậy, theo cái người tình là cái người ở trong nhà của mình, từ lầu 7 đi theo cái người tình rồi vào trong khai quang để mà làm ruộng rẫy sống, rồi sanh được hai đứa con, sanh đứa con thứ nhất, rồi sanh đứa con thứ hai, người chồng muốn cản, khi mà nàng muốn về với gia đình bên mình, anh ta đi tìm nàng và thấy nàng chuẩn chuyển dạ sanh con, đi tìm cây lá để che cho nàng thì bị rắn cắn chết. Khi mà nàng sanh ra đứa con trước 1 tuổi, đứa con sau mới sanh, nàng sanh rồi đi tìm chồng, thấy chồng bị rắn cắn chết nằm trên nỗi mối đau khổ, xót xa, lấy nhành lá che cái xác trần giống như là một cái mộ vậy, rồi tìm về với quê mẹ. Rồi lội qua sông, một đứa con còn nhỏ mới đẻ và một đứa con đã 1 tuổi rồi, thì một trong hai để ẵm mà lội qua bên kia sông. Rồi cuối cùng đứa con thứ hai đã bị quả diều hâu tha đứa con mới sanh của nàng. Rồi đứa con bên đây á, thì thấy mẹ kêu, khi mà mẹ để bên đây rồi quay lại lội bên kia đó, nửa dòng sông đó, thì thấy diều hâu nó đã xuống đứa nhỏ thứ nhất. Đứa nhỏ thứ hai á, thì nghe mẹ hù hù vậy, tưởng là mẹ kêu, nhào xuống sông và hai đứa đều chết. Nàng trở về lại với gia đình của mình mới hay tin rằng trận mưa đêm hôm đó đã làm sập nhà, cha mẹ và anh em của nàng đã chết hết. Như vậy thật sự đó, thế gian này chúng ta có đông người thân thì chúng ta có đông nỗi buồn. Cũng như nàng Visakha tuy đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, vừa đưa tiễn đứa cháu thương yêu nhất vừa mới chết, bà vừa đi về vừa khóc như vậy, vừa khóc như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngày hỏi bà thì bà cho biết rằng đứa cháu của bà đó mới vừa chết, nó rất là dễ thương, nó rất là hiền lành. Bà khóc như vậy thì Đức Phật ngài biết như vậy, nhưng mà ngài nói rằng này Visakha, nếu trong kinh thành Sau Thi là những người dễ thương như vậy là quyến thuộc của con thì con có vui không? Thì bà nói rằng bà rất là vui. Nhưng mà Đức Phật ngài hỏi lại này Visakha, trong kinh thành Sau Thi này mỗi ngày có bao nhiêu người chết? Thì bà mới nói rằng ngày nào cũng có mấy người chết hết. Này Visakha, cũng như vậy, hôm nay con khóc vì cháu gái của con, nếu mà ngày nào con cũng khóc 2 3 lần như vậy đó thì này Visakha đâu có hạnh phúc gì đâu. Thì bà Nga đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, ở trong thế gian này thật sự đó, nó chỉ là những cái nỗi khổ. Khi mình có đông tiền bạc, hay có đông của cải, hay là có đông quyến thuộc, thì cái chính cái đông đó đó, người thì bị tai nạn, người bị chết kiểu kia, người bị bệnh nọ, hoặc là chúng ta có nhiều vàng bạc châu báu đó thì trộm cướp cũng rình rập mỗi ngày, vua chúa cũng tìm cách để đoạt của cải, nhà cửa lớn vàng bạc nhiều như vậy, hỏa hoạn cũng dễ sanh khởi, rồi nước trôi những cái tài sản đi, khi những ngôi nhà mà những cái trận lũ lụt hay là những cái trận sóng thần đập vào đó thì càng lớn chừng nào nó càng là những cái sự tàn phá kinh hồn khủng khiếp đến mức độ như vậy. Nên thường thường chúng ta nghĩ rằng những người mà khi mà động đất ấy, cái nhà càng lớn, cái sự rung lắc và cái nhà nó sập xuống đó, những cái vật liệu nó vẫn là nặng nề hơn. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái xứ động đất ấy, người ta cho ở những cái ngôi nhà đó chỉ làm bằng những vật liệu nhẹ, chúng ta có thể hiểu là vật liệu tạm bợ, nhưng mà cái vật liệu nó không đè chết người quý vị. Nhưng mà những cái nhà càng xây kiên cố, càng nặng nề chừng nào đó, cái động đất ấy, thì những cái vật đó đè chết con người, đó là như vậy. Nên thật sự thế gian này đó, chúng ta thấy rằng nó không phải là vui, thế gian này lúc nào cũng vậy, cũng sóng thần, cũng cũng thiên thạch, cũng 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 chiến tranh,
cũng xung đột, cũng cũng xảy ra những cái chuyện đau khổ hàng ngày như vậy. Nếu mà thật sự đó chúng ta theo dõi mỗi ngày đó thì biết bao nhiêu cái chuyện khổ đau của nhiều chúng sanh khác. Nhưng mà rồi cũng lần được cũng đến mình thôi. Mỗi con người phải phấn đấu từ sáng đến chiều tối, làm lụng vất vả, phải vượt qua cái những cái cơn đau đớn thân thể để đi tầm cầu những cái sự ăn ở ngủ nghỉ để cho có những cái vật chất đó. Thế gian là những cái nỗi khổ mà trong bài kinh Đại Khổ Uẩn Đức Phật ngài có nói đó, vua chúa thì đánh lộn với nhau, thương buôn thì đánh giết lẫn nhau, sát đế lỵ thì đánh giết lẫn nhau, rồi những cái người buôn bán họ cũng đánh giết lẫn nhau, họ cũng hãm hại lẫn nhau. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy những người Honda, những người làm mướn cũng vậy. Bây giờ chúng ta thấy nhiều khi cả bên Mỹ cũng vậy, mình thấy những người họ làm mướn họ cũng xung đột lẫn nhau. Vì người này làm giá thấp, người kia làm giá cao, người này làm kết quả nhiều, người kia làm kết quả ít. Chính những cái sự đó làm cho họ được, người kia mất. Và chính cái người mất họ mới tìm cái người được, họ thanh toán cái người đó. Thì cũng như vậy, quý vị thấy rằng ở thế gian này thật sự là một cái cảnh giới nhiều cái sự đau khổ. Nên chúng ta nghe câu chuyện mà nàng Giọng Phu đó, nàng về nàng kể lại cho Thiên Chủ Đế Thích ấy, cái kiếp loài người chỉ có 100 tuổi thôi. 50 năm của nàng giống như một buổi sáng cõi trời đang lợi, nhưng mà loài người họ không biết tu. Thiên Chủ Đế Thích tưởng như vậy đó, mới mới lạnh lùng, mới sợ hãi, mới sợ hãi, và cũng thấy rằng mình cái tuổi thọ của mình đã không còn nhiều, đi tìm Đức Phật, nương tựa vào Đức Phật. Thật sự thế gian này nỗi khổ chúng sanh giành giật đấu tranh với nhau để được sinh tồn, nên nhiều khi quý vị thấy một cái cuộc thương chiến giữa Mỹ và Tập Cận Bình đó, cũng mang lại cái hệ lụy biết bao nhiêu cái công ty xí nghiệp, biết bao nhiêu người nông dân, biết bao nhiêu những cái người tiêu xài, nó cũng ảnh hưởng di truyền, hoặc là có hoặc là không có, hoặc là nhiều hoặc là mất hết. Họ cũng khổ hàng ngày như vậy, họ phải di dời những cái công ty, họ trở thành những người thất nghiệp, họ trở thành những người không có sự sống. Thì cũng như vậy, quý vị thấy rằng thế gian nó là như vậy. Rồi pháp thứ năm là tưởng vô thường. Thật sự đó thì chúng ta thấy rằng cái sự vô thường đối với chúng ta đó, thì nhiều khi chúng ta nghĩ như là một trận sóng thần trước đó, hay là một quả bom nguyên tử trước đó, Hiroshima, và sau một tích tắc thôi thì tất cả mọi người đó đã trở thành những người chết. Bởi vì thật sự ra đó thì chúng ta thấy rằng những cái trận sóng thần đó, cái thiên nhiên hoặc là những cái sự xảy ra đối với chúng ta đó, những cái trận lũ lụt hoặc là những cái trận mà có thể đem lại cái sự chết chóc đó, rất là kinh hồn, mà chúng ta thấy xuyên qua những cái đập mà trước đó bên Mỹ, những cái đập vỡ ra đó, thì trước đó là họ sống như vậy, sau đó tích tắc thôi thì họ trở thành những người chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự vô thường đó là cái sự thay đổi liên tục như vậy. Cái vũ trụ thế gian, con người chúng ta từng sát na, tâm chúng ta cũng sanh diệt, cũng thay đổi liên tục như vậy. Cái sự vô thường đó muốn nói đến cái sự thay đổi liên tục của danh sắc thân tâm, và cái sự thay đổi sống chết liên tục, cái sự thay đổi vui khổ liên tục, cái sự thay đổi thành bại liên tục như vậy, nó không có dừng lại và không thể nào dừng lại được. Vì chúng sanh đó có cái sự dịch chuyển, cái sự dịch chuyển đó của tất cả mọi loài, luôn cả cái vũ trụ này nó cũng phải xoay chuyển, và có lúc nó cũng dịch chuyển đi như vậy. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng cái thế gian là vô thường, là như vậy, không có thể nào ai tìm được sự thường hằng, thường tồn ở trong cái cõi thế gian này,
bất luận là cái vật lớn vật nhỏ, dù là cái địa cầu này hay là một cái vật nhỏ, nó cũng dịch chuyển, nó cũng thay đổi liên tục, nó cũng biến hoại liên tục. Rồi khi mà vô thường như vậy đó thì tưởng khổ ở trong vô thường. À, bởi vì chúng ta thấy như là nàng Bách Ba Chara vậy đó, à, có chồng có con, à, có cha mẹ, nhưng mà chỉ trong một một đêm mưa thôi, con nó cũng vì dòng sông lớn mà không ẵm qua hai đứa được, người chồng cũng vì trận mưa đó mà đi tìm lá che cho vợ rồi bị rắn cắn chết, cũng cái đêm mưa đó mà nàng mất hết tất cả. Như vậy á, thì thật sự ra khi mà vô thường nó thay đổi đó thì chúng ta càng có nhiều thì chúng ta càng đau khổ nhiều. À, bởi vì cái khổ đó trong vô thường, bởi vì chúng ta thấy rằng một cái thành phố, một cái đất nước, một cái dinh thự đó, khi mà nó bị một cái sự vô thường đó, đó là một trận chiến tranh. Chúng thấy như là những cái tu viện mấy ngàn năm của bên Ý, mà khi mà một cái trận chiến tranh đó là cái tu viện đó bị san bằng với tất cả. Bởi vì khi mà nói như vậy đó thì người ta khổ, ta khổ ở trong cái sự thay đổi đó. Bởi vì càng cái gì càng lớn chúng ta càng khổ nhiều về cái đó, vì phải chi phí nhiều. Bởi chúng ta thấy rằng một cái ngôi chùa cũng vậy, khi mà nó càng to càng lớn đó, cái chi phí để sơn sửa nó càng nhiều và thời gian nó hủy hoại càng nhiều. Tại vì cái khoảng không gian lớn nhiều đó thì nó bị nắng mưa nhiều và nó bị dịch chuyển nhiều, nó biến hoại nhiều, và muốn tu bổ lại nó đó thì rất là nhiều tiền của, nhiều công khó. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng tất cả những cái công trình nào chúng ta nhìn nó hoành tráng như vậy, nhưng mà biết bao nhiêu cái sự khổ của con người đổ ra để gìn giữ cho nó được tồn tại với một cái khoảng thời gian nào đó thôi, chứ nó không không phải là nó thường hằng hoài, nó không phải là trường tồn hoài. Dù nó là bằng đá hay là bằng cái gì, như là kim tự tháp hay là những cái thánh tích ở bên Campuchia, nó cũng bị hủy hoại. Nó cũng bị hủy hoại theo thời gian. Nên đó, cái khổ đó, trong vô thường đó là tất cả những cái gì nó cũng bị thay đổi, và khi mà càng nhiều như vậy thì chúng sanh càng khổ nhiều, và chúng sanh nào cũng cảm nhận được cái chuyện đó. Nên khi mà thấy một cái trận sóng thần nhiều người chết đó, thì nhiều cái bệnh dịch, nhiều người chết đó, cần nhiều con người để giải quyết những cái xác chết của những người này. Nhiều cái con đường đó thì cần nhiều cái sự sửa chữa. Nhiều cái ngôi làng đó cần phải nhiều cái người để cứu giúp. Nên chúng ta thấy rằng cái sự khổ ở trong cái con người chúng ta như vậy. Nên thường thì thuở mà Đức Bồ Tát ngày làm vua chúa đó, thì ngày chia nhỏ cái lãnh thổ ra để cho nhiều vị vua tự quản lý một người một chút. Còn đời người mà khi mà họ không hiểu được cái khổ trong vô thường đó, thì họ muốn cho cái vương quốc họ rộng lớn, nhưng mà cái vương quốc càng rộng lớn chừng nào đó thì cái sự đau khổ nó càng nhiều chừng đó. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta mới thấy được cái pháp hữu vi là vô thường, hễ vô thường thì sẽ có cái khổ trong vô thường. Rồi cái pháp thứ bảy là tưởng vô ngã trong khổ. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tái sanh đó, thì kiếp làm người lạc nhĩ nhân, người lạc vô nhân, kiếp sanh làm trâu chó, người khổ, kiếp này kiếp kia đó, thì chúng ta không dám chắc rằng sau khi mình chết làm người rồi mình có thể sanh được làm người trở lại. Bởi vì chúng ta thấy rằng vô ngã muốn nói đến nó không nằm ở trong cái sự của chúng ta, mà nó do các cái duyên, do tâm chúng ta lúc bấy giờ có hướng tâm được với cái thiện pháp hay không, hay là một cái người họ chết họ hướng tâm đến ác pháp. Khi mà họ hướng tâm đến ác pháp đó, thì họ đã rơi vào các khổ cảnh. Như vậy á, thì quý vị thấy rằng tưởng tưởng vô ngã trong khổ đó, nghĩa là chúng ta không có mình có cái danh sắc của mình nó cũng biến hoại, thân tâm của mình nó cũng biến hoại, và cái sự tục sinh tái sanh của mình nó cũng tùy theo cái duyên. Chứ mình nghĩ đến cái sự bao la của
cái kiếp luân hồi đó thì thật sự ra chúng ta không biết sau khi chết mình sẽ sanh đi đâu. Bởi vậy chúng ta thấy rằng một người mà gom góp của cải tài sản nhiều như vậy, nhưng mà họ có thể sanh trở lại làm những con thằn lằn, có thể sanh lại làm những con rắn, những con chó, những con chuột, những loài có thể là ôm ấp những cái của cải đó. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy họ có ôm ấp cái của cải tài sản đó thì họ cũng chỉ khổ đau nhiều hơn nữa thôi. Chúng ta thấy rằng nhiều cái câu chuyện mà Đức Phật ngài nói, như là ông trưởng giả Suratto sanh ra làm chó để giữ của đó, và cũng có câu chuyện bổn sanh mà Đức Phật ngài kể về những người chết họ chôn bạc rồi họ sanh làm chuột, họ sanh làm rắn, họ sanh là những loài đó để họ ôm những cái của cải. Thật sự ra thì chúng ta thấy rằng cái của cải đó khi làm người đó thì vàng bạc đó là mình sử dụng được, nhưng nếu mình làm rắn làm chuột thì mình có nằm trong cái lu vàng lu bạc đó nó cũng không làm cho mình no được, tại vì mình không biết làm sao để đổi vàng nó để trở thành vật thực mình ăn. Nên nhiều khi quý vị thấy những con rắn nó ôm những cái lu vàng, nhưng mà nó phải ăn con cóc con nhái, nó phải ăn những cái vật thực chứ nó không có thể ăn vàng được. Nhưng mà vì đời trước á, cái tâm lý không có lành mạnh, cái tâm luyến ái đó, nên khi chết á, lại sanh vào những cái loài vật đó để ôm ấp những cái lu vàng lu bạc. Thật sự nó là như vậy. Khi mà tưởng đại lại tưởng vô ngã trong khổ đó, mình thấy rằng tất cả các cái pháp cho đến mình hiện tại đây, thí dụ như chúng ta thấy như là tỳ khưu Cốc Đi La trong quá khứ đó, là một vị rất là giỏi xuyên tạc giáo pháp, sau khi chết sanh làm con cá màu vàng, miệng thì hôi thối. Hay là chúng ta thấy hiện tại như Đề Đa là một vị hoàng thân quốc thích, nhưng mà chết rồi lại rơi vào trong khổ cảnh. Hay là chúng ta thấy Vua Sở Thế giết cha của mình rồi lại rơi vào trong địa ngục. Hay là Cô Ca Lý Cá vì sân hận mắng chửi hai cái vị thánh để sanh vào địa ngục Sen Hồng. Thì Đức Phật kỳ cho biết rằng nếu mà mình nghĩ rằng mình ai xúc phạm đến mình, thật sự đó cái chuyện đó chỉ làm cho mình càng khổ nhiều thêm, càng khổ nhiều thêm. Mình cái tưởng vô ngã là mình hiểu rằng tất cả các pháp là như vậy. Cái chuyện mà quan trái quán thù đó nó có đến với mình thì mình cũng bình tâm nhẫn nại để mình vượt qua, chỉ còn nếu không đó thì mình cứ mình tự làm cho mình, khi mà ai xúc chạm đến mình thì không có kiềm chế được, mình tạo những cái ác nghiệp, và chính cái ác nghiệp đó sau khi chết dẫn dắt mình đi vào đâu, dẫn dắt mình vào trong những khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài tưởng, ngài dạy tưởng vô ngã trong khổ, có nghĩa là đối với con người chúng ta đó thì mình không biết mình tái sanh đi đâu, theo do các pháp thôi, do mình hướng tâm đến thiện pháp thì mình được sanh lên làm người làm chư thiên. Nhưng mà nếu mình hướng tâm đến ác pháp, mình tạo những cái ác pháp, thì chính những cái ác pháp nó giống như sắt sinh ra sét rồi nó ăn lại sắt, nó sẽ dẫn mình vào trong những cái khổ cảnh, là trong địa ngục, trong những cái khổ đau. Rồi tưởng đoạn trừ, những cái ác pháp đó, cần đoạn trừ, danh sắc này cần đoạn, vì cái sự khổ này nó dựa vào cái sự sanh. Bởi vì chúng ta thấy rằng con người chúng ta có bao nhiêu cái sự khổ, mình gặp bao nhiêu cái bất hạnh đó, đều do cái sự sanh. Nếu đã không có sanh ra, không có cái thân mình thì không có đói khát, không có mũi mồng, không có đụng chạm, không có thấy nghe ngửi nếm đụng, không có nhãn thức nhĩ thức tỷ thức, thì đã không có tất cả những sự khổ. Nhưng mà vì do có sanh nên có bao nhiêu cái sự khổ đó. Nên trong kinh Tương Ưng về phẩm Tương Ưng Luân Hồi, Đức Phật này cũng nói rằng tất cả khổ thì do sanh. Nếu đã không có sanh thì không có già bệnh mà chết, không có người thương phải xa, người ghét phải gần, không có cầu muốn mà không được, không có cái sự ngũ uẩn, vì không có ngũ uẩn để mà chấp thủ, vì không có sanh. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật kể nói rằng tưởng đoạn trừ đó, là chúng ta nghĩ rằng
chúng ta có sanh là có bao nhiêu sự khổ, chúng ta có sanh có danh có sắc có thân có tâm, thì chúng ta lại vì cái sự sự tồn tại của danh sắc này, chúng ta tạo biết bao nhiêu cái quan nghiệp, chúng ta tạo biết bao nhiêu cái quán thù, chúng ta tạo biết bao nhiêu cái tội lỗi, cũng như là nữ dạ xoa thì nhập vào con bò mộng mà hút các vị thánh nhân vậy. Bút của Sa Tý là vị thánh A Na Hàm, Bay Giá là vị thánh A La Hán, Đao Phổ Thủ Nanh Đồng của vị thánh Tu Đồ Vần, ngài Kumara Kassapa cũng là vị thánh A La Hán. Và vì bị tạo những cái quan nghiệp hay là từ những cái hành động của mình, do cái phản ứng của tâm mình tạo ra những cái nghiệp này, và như vậy nó dẫn mình vào trong những cái khổ cảnh lâu dài, những cái khổ cảnh đọa đày. Nên khi mình tưởng để đoạn trừ đó, thì chính cái danh sắc này, chính cái sự sanh này, cái sự có mặt của chúng ta mà nó bao nhiêu cái sự khổ này. Nếu mà không có danh sắc á, thì chúng ta đã không có khổ, không có sanh thì chúng ta đã không có bao nhiêu sự khổ. Nhưng vì chúng ta có sanh, khi có sanh ra thì chúng ta phải có sự sống, và chúng ta muốn duy trì sự sống, chúng ta muốn vượt qua cái sự khổ, nhất là đói khát, bệnh hoạn, mùa màng, bệnh ban, bệnh trái, bệnh này bệnh kia, biết bao nhiêu cái chứng bệnh rồi, biết bao nhiêu thiên tai, biết bao nhiêu cái hủy hoại mà mình có thể vượt qua được để mình sống. Thì chính vì mình phải chịu đựng cái tất cả những sự khổ đó, như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu không có sự sanh thì mình đã không có sự khổ. Vì có sự sanh nên có cái sự khổ này. Đoạn cái tưởng đoạn trừ là đoạn trừ danh sắc. Rồi tưởng vô nhiễm là gì? Niết bàn là an tịnh, niết bàn là tinh lương, niết bàn là không có tất cả khổ. Vì niết bàn không có sanh tử, niết bàn không có danh sắc, niết bàn không có nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng tưởng vô nhiễm là Đức Phật ngài muốn nói rằng niết bàn thật sự là cái pháp vô vi, còn lại các pháp hữu vi, hệ các pháp hữu vi thì đều bị vô thường, khổ, vô ngã. Các pháp hữu vi là như vậy, nên các pháp nào có tên gọi là vô thường pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho một người trong một xứ, một số, một gia tộc, để cho tất cả chúng sanh, chư thiên, ma vương, phạm thiên, tất cả như vậy. Pháp vô thường cũng vậy, pháp khổ cũng vậy, pháp vô ngã cũng vậy. Nên Phật nói rằng tưởng vô nhiễm đó là tưởng đến cái sự tịch tình, cái sự mà chấm dứt tất cả cái sự khổ đau, vì chỉ có niết bàn là sự an lạc, an vui, không có đau khổ. Khi một người mà đạt được phiền não niết bàn là không bị những cái phiền não tham sân si về xéo tâm mình. Khi đạt được ngũ uẩn niết bàn là một sự an ổn, không có sự sanh tử, không có phải sự chịu chung đụng với chúng sanh, không có sự đối xử giữa người này và người khác, không bị nghiệp quả chi phối, không có bị thời tiết, hoặc là không bị vũ trụ, không bị thiên tai lũ lụt, không bị hỏa hoạn nhân tai, không bị chiến tranh tác động đến. Khi mình nghĩ được như vậy mới thấy rằng thật sự chúng sanh đau khổ trong cõi người này, dù là cõi trời như là Atula vẫn đánh chư thiên mà thua đó thì chạy vô cái thiên thọ thành đóng cửa lại. Như vậy dù là cõi trời, cái sự xung đột giữa Atula và chư thiên vẫn có. Con người chúng ta thì cũng không ngoại lệ. Khi mà chúng ta sanh ra rồi, chúng ta ở một cái quốc gia nào đó thì chúng ta cũng luôn luôn bị bao nhiêu cái sự biến động, bao nhiêu cái lòng tham của con người tranh giành, bao nhiêu cái lời qua tiếng lại mà làm cho mình bị sợ hãi. Như vậy thì Đức Phật nói rằng niết bàn là như vậy, niết bàn là không có cái sự khổ tất cả. Và khi mà chúng ta không đạt được niết bàn thì chúng ta còn lại hữu vi đó, thì chúng ta sanh làm người, dù nam hay nữ, dù là ở đất nước nào đó, thì chúng ta cũng luôn luôn biết bao nhiêu cái hiểm họa đang chờ đợi, biết bao nhiêu cái sự đau khổ đang nói, đang trình bày. Nên nhiều khi người ta nói rằng nếu mà chiến tranh thứ ba xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ đó, thì những cái nguyên tử, những cái bom nguyên tử thì loài người cũng sẽ chết hết. Nhiều khi những cái thông tin đó cũng làm cho chúng ta nghe, chúng ta cũng, nếu mà chúng ta suy nghĩ đó,
chúng ta tưởng tượng đến chúng ta cũng kinh sợ mỗi ngày như vậy. Chứ không phải là chúng ta được bình an vì chúng ta không nghe, chúng ta nghe mà chúng ta không suy nghĩ thôi. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như Hiroshima mà bị hứng một cái bom nguyên tử đó, bao nhiêu cả trăm ngàn chết như vậy. Mà nếu mà một cái quả bom nguyên tử đó mà bây giờ hàng trăm trái như vậy á, thì chúng ta nghĩ rằng cái sự xảy ra thì nó rất là kinh khủng như vậy. Như vậy thì tưởng vô nhiễm là muốn nói đến cái sự an ổn của chúng ta đó, chỉ có niết bàn thôi. Chỉ có niết bàn là không có bị chi phối, không bị ô nhiễm, không bị hệ lụy. Còn lại thì ở đâu chúng ta cũng không thoát khỏi. Nếu mà chúng ta sanh lại làm người ở trong cái vũ trụ này, cái không khí chúng ta ngửi, chúng ta thở bằng không khí, chúng ta ăn bằng vật thực, chúng ta sống bằng cái môi trường trong trong lành, những cái môi trường không có lành mạnh, môi trường không có tốt thì những cái cơn bệnh cũng hoành hành, những cái hơi thở nó cũng khó khăn, chúng ta cũng sẽ đau khổ rất là nhiều. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp về chính pháp tưởng thì con xin trình bày với như là trình bày bây giờ thì con xin dừng lại để thời gian để chư tăng thảo luận. Con kính dâng phần báo công đức đến chư tổng tăng, chi phần báo công đức đến tất cả mọi người. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng nội giác đẳng điều học cái phần thảo luận. Sao thú cái chân nhỉ? Thế thôi, đang rồi. Thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa tôi siêu đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa quan hỷ trả lời cho câu thưa luận số 1. Bởi thượng tọa thường thường chúng ta hay có cái ý nghĩ là do vậy thì tôi tuyệt siêu thì tôi có nghe được không mới bị dạ. Do vậy thượng tọa tuyệt siêu xin thỉnh thượng tọa trả lời câu hỏi số 1 là thấy sự khổ nó có như thế nào? Dạ.
Xin cảm ơn Thượng Tọa. Khi nãy Thượng Tọa hỏi anh bị gián đoạn duyên cho nên tôi không có nghe được. Nhưng bây giờ thì Thượng Tọa chắc chắn đã hỏi cái câu hỏi thảo luận số 1. Chúng tôi xin được trả lời. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, câu hỏi rằng thấy được sự khổ có giống với tâm khổ với những gì mà mình đã thấy không? Ở đây thưa quý vị, khác nhau chứ không giống nhau. Ở đây chúng ta sẽ nói trên hai phương diện. Thứ nhất, thấy được sự khổ, tức là quán xét cái sự khổ đã có và sẽ có bằng trí tuệ. Còn cái tâm trạng khổ với những gì mình đã thấy thì lúc đó là đang khổ và đang mang cái tâm trạng khổ thì là tâm sân, không phải bằng trí tuệ. Chẳng hạn như là mình thấy cái cảnh sanh ly tử biệt, cảnh đói nghèo vân vân, thì đang lúc đó mình mang cái tâm trạng khổ, thì mang cái tâm trạng khổ thì chỉ biết là sầu buồn, uất ức mà thôi. Cho nên ở khía cạnh thứ nhất, cho chúng ta thấy rằng người mà thấy cái sự khổ nó không giống với tâm trạng khổ những gì mình đã thấy, nó khác nhau. Cái vấn đề thứ hai đó, ở đây thấy được sự khổ là thấy được khổ tướng và thấy được khổ tánh. Khổ tướng lúc khác niệm bất tác, và khổ tánh là lúc khóc phào quá. Lúc khóc phào quá là cái tính chất khổ ở trong cái pháp vô thường. Dần là đi chăm tăng đúc khăn, cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Nói một cách khác, chúng ta có ba cái sự khổ. Khổ khổ đúc khăn khác, tức là tâm âu lo buồn bực sợ hãi
hay là phiền muộn và thân đau đớn nhức nhối. Như vậy thì nói theo chi pháp hai tâm sân và tâm thân kết thù khổ, cái này gọi là khổ khổ. Thứ hai, Vrinna Tadukha là hoại khổ. Hoại khổ tức là khi một cái hạnh phúc mà nó tan biến, hạnh phúc có đó rồi nó mất đi, cuộc vui đó rồi nó tàn, cuộc họp đó rồi nó tan. Cái sự mất đi cái cảm giác vui, không còn cái cảm giác lạc thọ nữa, thì ngay khi đó được nhận định là khổ, là quại khổ. Còn hành khổ Sakhara Dukkha là chỉ cho cái khổ tánh, là cái trạng thái không chịu đựng nổi bởi sự vô thường biến hoại. Như vậy thì ở đây thấy được sự khổ, là cái sự thấy cao thượng. Và sự thấy này nó sẽ đem đến một cái tuệ quán có thể chứng đạt kiến bạc. Như câu Phật cô của Đức Phật này nói rằng Sape Sankhara Dukkha Yada Panya Vipassati Athin Pandati Dukkhe Ismaku Sotia. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là khổ đau, thời sẽ yểm ly khổ. Đó là đường, đó là đạo lộ thanh tịnh, đó là thanh tịnh đạo. Chữ Visuddhiya, mặc vô Visuddhiya ở đây, đạo lộ thanh tịnh là đạo lộ, là con đường Patipada đưa đến Niết Bàn. Cho nên khi mà bố mà thấy bằng trí tuệ, tức là nhận thức được có thân này, ngũ uẩn này, danh sắc này, có trạng thái sanh diệt là có khổ, hay là cảm thọ lạc, thấy vui đó rồi mất đó, cuối cùng thì cũng chỉ là khổ mà thôi. Cuộc vui nào cũng tàn, cuộc họp nào cũng tan, thấy khổ. Rồi ngay khi mà thân bệnh tật đau đớn và tâm lo âu phiền muộn, bởi vì với chánh niệm tỉnh giác sẽ nhận thức được tâm đang sân, có sân, biết rõ tâm có sân, thân đang khổ, biết rõ cảm thọ khổ của thân. Thì như vậy một người tu tập và thấy cả ba phương diện khổ, như vậy mới gọi là thấy khổ. Và trở lại vấn đề chúng ta nói, thường
Thường thường thì khổ tướng dễ thấy hơn là khổ tánh. Khổ tướng tức là thấy hiện tượng khổ như là thân đau đớn, khó chịu, tâm bất an, không thoải mái, thì như vậy thấy đó là thấy khổ, khổ tướng. Nhưng mà phàm phu như chúng ta thường thường thì khổ tướng chúng ta dễ thấy hơn. Chúng ta giống như là một con ngựa khi bị đánh một roi đau điếng thì lúc đó chạy. Cũng vậy, phàm phu khi mà bị khổ khổ quá, lúc đó mới cảm thấy sợ hãi mà lo tu tập. Còn đối với một cái vị có trí tuệ như là một vị Bồ Tát chẳng hạn, thì ngài cũng giống như con ngựa khi mà người ta mắc yên vào bắt kế trên lưng thì biết phải làm cái gì, cho nên đã chạy rồi. Cũng như bậc trí khi nhìn khi có cái thân ngũ quẩn này thấy sự sanh diệt của danh sắc đã chán và tu tập, cho nên ở đây khi chúng ta bàn về cái vấn đề thấy cái sự khổ, người thấy khổ có trí tuệ, tuệ quán minh sát mới thấy được ba khi cảnh khổ là khổ khổ, hạnh hoại khổ và hạnh khổ, hay là thấy được cái khổ tướng và khổ tánh. Nhưng mà đối với người mang cái tâm trạng khổ với những gì mình thấy thì nó lại khác. Tức là người này vì thấy cái sự lão suy vong hay là bệnh tật suy vong, quyến thuộc suy vong hay tài sản suy vong, rồi lúc đó người này với nước mắt đầy mặt đấm ngực khóc than. Thì do vậy ở đây chúng ta phải hiểu hai cái trường hợp: thấy được sự khổ là khác, mà cái tâm trạng mang cái tâm trạng khổ với những gì mình đã thấy là khác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng vừa nêu như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân thưa tòa thủ sư. Mà thưa tòa thủ sư, cái chữ tưởng tri trong Phật học á, hay là chữ niệm tưởng đó, suy tưởng đó, có cái chữ suy tưởng ở đây đó, nó có nhiều cái chữ tưởng tượng hay không, hay là chữ suy tưởng ở đây nó dựa trên thực tại
kính thỉnh thiền tổ Quang Hiển trở lại. Kính bạch thưa tăng, thưa quý vị, ở trong Phật học cái tưởng tri là nhớ lại những gì đã xảy ra, tức là cái gì có đã thành có, mình biết nhớ lại để mình nhàm chán, nhàm chán để rồi viễn ly, viễn ly, ly tham, ly tham giải thoát. Cho nên cái tưởng tri đó, sanh chai na tí, nó khác với cái trường hợp là chúng ta tưởng tượng. Chữ manh na tí là cái sự tưởng tượng, tức là những gì chưa có hoặc là không thật có, nó sẽ không xảy ra hoặc là chưa xảy ra. Mở trong đầu mình suy diễn cái vấn đề đó là như vậy, cái cảnh ngộ đó là như vậy, cái sự suy diễn cái gì chưa xảy ra thì cái đó gọi là tưởng tượng. Còn cái mà tưởng tri thì cái đó là cái có thật, cái đã xảy ra, nó khác nhau. Thí dụ như trường hợp mà ở vọng mai chỉ khác, tức là tưởng đến me mà chặn đứng cái cơ khác lại, đó là cái kế của Tào Tháo khi đang đi hành quân, gặp trời nắng oi bức, và thiếu nước, cho nên bương sĩ của Tào Tháo khác lã người, chính Tào Tháo cũng khác, sợ lòng quân biến, cho nên Tào Tháo mới đưa tay chỉ ở phía trước, hãy cố gắng đi tới phía trước. Ở phía trước là một cái rừng me, thì quân sĩ nó nghe nói như vậy, nó tưởng tượng được ăn những cái trái me chua đó, thì ở trong miệng nó bắt đầu nó chảy nước chảy ra, là do vậy cho nên nó đỡ khát đi, gọi là vọng ma chỉ khát của Tào Tháo. Thì cái đó là tưởng tượng thôi thưa quý vị, cái được tưởng tượng. Hồi xưa có những vùng nhà nghèo lên ăn cũng có gì hết, rồi người cha mới dạy những người con gấp một cục muối, cứ tưởng tượng là đây là con cá, đây là cục thịt, vân vân, rồi cắn miếng muối ăn miếng cơm. Nhờ tưởng tượng vậy mà ăn hết chén cơm. Thì cái tưởng tượng nó khác với cái tưởng tri. Tưởng tượng nó khác với tưởng tri. Cho nên ở đây những cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta
và tu tập, cái đó là tưởng tri. Chẳng hạn như là chúng ta tưởng bất tịnh, thân này nó là dơ bẩn khấu uế do 32 thể trượt. Như vậy bình thường chúng ta không có nghĩ tới, không có nghĩ tới, rồi chúng ta lo tắm rửa trang điểm cái xác thân này, cố tình làm đẹp thân này. Nhưng mà người đó không biết rằng là dầu cho làm đẹp, hễ thân này ở bên trong nó vốn đã có huế, thì cái sự cấu quế đó nó phát tiết ra, nó cộng thêm ở bên ngoài là những cái hương liệu mỹ phẩm, thì nó sẽ tạo ra một cái mùi hôi gớm ghiếc tanh tưởi. Người ta không biết. Cho nên ở đây Đức Phật hành dạy là phải nhìn thật, tức là tưởng tri lại, tức là suy xét lại thân này có tóc lông bóng răng da thịt cơ xương tủy thận tiên gan mật phổi, rồi mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng nước nhớt nước tiền mỡ đặc dầu da đến khớp xương gì đó. Cứ nhìn cái thân này và suy xét những gì có trong thân này thì cái đó gọi là tưởng bất tịnh. Cái đó là thật, gọi tưởng là sự chết, không phải là mình tưởng tượng. Mà tưởng sự chết là như thế này, suy quán cái thân này nó là giả tạm. Trước hết cái thân này nó là ổ bệnh tật mỏng manh, rồi thân này sẽ sụp đổ. Parichinnang idam rupam roganithang papanguram phicchatipputisandeho maranantam hichivatam. Bởi vì cái thân này cuối cùng là sự chết, không ai sống mãi mà không chết. Những hạng vua chúa quyền uy ở trong tay, quyền sanh sát trong tay, rồi cũng phải chết. Những người giàu có như các tỷ phú, triệu phú, trưởng giả bác hộ cũng phải chết, dầu giàu cũng phải chết. Những người có sức mạnh có thể địch muôn người như là các võ sĩ nhưng cũng phải chết. Những bậc có đại trí tuệ cũng phải viên tịch. Những vị có đại thần thông như là Mượn Liên cũng phải viên tịch. Những bậc có nhất thiết chủng trí thân với 32 đại nhân tướng như Đức Thế Tôn, Đức Phật cũng phải viên tịch. Như vậy thì ta cũng phải chết thôi. Chúng ta suy xét nhiều khía cạnh như vậy để chúng ta thấy nhàm chán cái thân này và không có mơ ước, không có vọng tưởng vì danh vì lợi, không có đam mê trong danh lợi, trong tài sắc lợi danh, vân vân. Thì những cái tưởng tri đó là chúng ta nhớ lại, xét lại những cái điều có thật. Bằng cái trí tuệ chứ không phải là tưởng tượng. Cho nên cái sự tưởng tri và tưởng tượng nó khác khác nhau.
nhiều lắm thưa quý vị. Tưởng tri là tu tập, tưởng tri các pháp là tu tập, nhưng mà tưởng tượng thì cái đó không phải là tu tập, cái đó gọi là vọng tưởng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 của Thượng Tọa Chúng Đẳng nêu ra như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Sư, kính thưa Thượng Tọa Sư đi nghỉ. Và thưa Thượng Tọa Tư Nguyệt, thưa Thượng Tọa Tư Nguyệt có mặt ở trước máy có nghe được không? Nếu là thưa Thượng Tọa Tư Nguyệt nghe được, xin Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa, nếu Thượng Tọa Tư Nguyệt đã ở trước máy, xin Thượng Tọa Tư Nguyệt trả lời cho câu thảo luận số 3. Đại Thế Pháp Tính ơi, Đại Thế Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Thế Pháp Tính nghe được, kính thỉnh Đại Thế Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ, Đại Đức Tính, có nhiều người nói rằng mình mà có hùng tâm thực sự đó thì mình không có sống trong tâm trạng sợ hãi. Còn những người mà thấy sanh tử trầm luân là cái gì đáng sợ đó thì người đó còn yếu đuối. Khi mà mình không biết sợ cái khổ của trầm luân sanh tử thì cái đó có gọi thực sự là hùng tâm không? Cái định Đại Đức Tính. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với con thì phải nói rằng là trải qua là những cái thời gian những cái thời gian dài thì và trong kinh điển thì bây giờ có thể đối với bản thân của chúng tôi rằng cái người nào mà không biết sợ đau khổ của cái kiếp trầm luân này đó thì không phải là cái người đó có hùng tâm. Tại sao mà chúng tôi muốn nói như vậy? Từ hoặc là chúng ta học ở trong kinh điển hay là chúng ta học ở ngoài đời, chúng ta đều thấy cái sao. Nhưng mà đến cái lúc nguy hiểm đó thì ai cũng sợ. Lúc nguy hiểm ai tôi chứng kiến rất là nhiều cái cảnh, rất là nhiều cái cảnh đưa những vị sư đi vào trong bệnh viện khám rồi kêu thôi đem cái vị đó về được, vị đó cho ăn đi sư, không có trị được. Quý vị biết đó, lúc đó chúng tôi ráng nói, chúng tôi nói là cái bệnh của sư là bác sĩ nói là đi về kiếm thuốc nam thuốc bắc để mà trị nó sẽ có cái sự tốt hơn. Thì quý vị biết không, khi mà chúng tôi nói vậy đó, cái vị nó xuống sắc liền, xuống sắc liền, nước mắt chuẩn bị rưng rưng ra. Cái vị đó nói rằng là sư nói thiệt cho tôi biết đi, bệnh viện người ta nói tôi là hết thuốc trị rồi phải không, hết thuốc chữa rồi phải không, người ta không nhận chữa trị phải không. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra đó để cho quý vị thấy rằng là thật ra đó, đối với cái sự khổ về cái trần lưng này, khổ già cũng khổ, già cũng là một cái chuyện đáng sợ, mà bệnh cũng là một cái chuyện đáng sợ. Quý vị nghĩ đi, bây giờ một ngày nào đó mà chúng ta
múc cái muỗng cơm mà đưa vào ở trong miệng, nó vào được cái này rồi nó rớt, là nó rớt vung vãi ra ở bên ngoài. Bởi vì những người nào mà người ta già người ta ăn vậy đó, à, mình cũng ngán rồi mình quán lại lao thì mình cũng đến cái cảnh này, thì thấy rằng mình sợ không? Sợ chứ việc đó, cái chuyện già thôi là mình cũng đã sợ rồi. Còn cái chuyện bệnh, quý vị biết chúng tôi chứng kiến rất là nhiều, là có vị thì vừa nhận được cái thông tin là mình ung thư, là quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi mới nói mình mua, thì mình cũng biết rồi trước sau gì cái sự vô thường nó cũng đến với mình, thành ra sự ráng sự bình tĩnh. Thì cái vị đó nói dạ con ráng, con có cái sự bình tĩnh, sư con không có bị, con không có bị hoảng loạn. Nhưng mà quý vị nhìn lại cái bàn tay của cái vị đó để ở trên cái thành lan can á, quý vị biết rằng nó rung mình đó, nó không có giữ vững được, không có nắm vào cái lan can được. Thành ra quý vị thấy rằng trầm lưng này tại sao mà mình sợ, cái trầm lưng này. Nếu mà nói về cái danh từ trầm lưng không có gì đâu mà sợ, nhưng mà mình coi lại ở trong đó nó có già nè, nó có bệnh nè, nó có thì mình suy nghĩ về những cái chúng ta không đủ là can đảm, là chỉ trừ khi nào mà chúng ta là một cái người mà tu tập, mà tu thiệt đó nha, là tu mà cũng như là tu mà phải có cái sự hiểu biết á, chứ không phải là mà mặc đồ rồi đeo sâu ngồi ở đó để mà gõ mõ tụng kinh rồi đâu nha. Có nghĩa là chúng ta có một cái trí hiểu biết, về cái dòng sanh tử luân hồi này, hiểu biết về cái phước báo này đó, thì quả mai là chúng ta đứng vững được, cái chiến trường này đó. Nó phải nói rằng là rất là cam go. Bây giờ có thể bây giờ quý vị thấy rằng đó, tất cả chúng ta đó, có thể là chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật, chúng ta biết rằng là tất cả chúng sanh có nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là cái chỗ mà chúng ta nương tựa, vân vân. Nhưng mà cái lúc này á, là chúng ta chiến thắng nè. Nhưng mà cái lúc mà về đêm á, hoặc là bệnh đau vân vân, thì chúng ta biết chúng ta đủ cái can cường để mà chiến thắng hay không. Thì chúng tôi mới nói cái ở trong cái mình nghe cái danh từ đó là trầm lưng đó, thì mình nghe mình không có sợ. Mà thật sự chúng tôi nếu mà thật sự ra đó, ngày trước đó, chưa tu đó, trầm lưng hay lưng hồi gì mình không có sợ cái gì hết đó. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì lúc đó mình chỉ có hiểu cái chữ đó vậy thôi, chứ mình đâu có biết phân tích ra cái lưng hồi này nó sanh, nó được sanh ra rồi nó bệnh rồi nó già rồi nó chết rồi trong cái sanh ra như đầu bào thai, là lớn ra khỏi bào thai mình nằm ở trên dũng nước tiểu đóng phân rồi ăn uống rồi phải người đúc lỡ trong đó có xương thì cũng mình cũng phải chịu, hoặc cũng không có biết bò vô chỗ nào mát vân vân. Mình phân ra nó đủ thứ, phân ra ở trong cái xanh mình cũng sợ, mà phân ra ở trong cái già mình cũng sợ, phân ra ở trong cái bệnh mình cũng sợ, quý vị đó. Rồi bây giờ nói về cái chết, nói về cái chết, thật sự ra những ai mà đã từng bị sốt ban đêm, quý vị biết rằng cái về đêm mà mình sốt, quý vị biết rằng cái lúc đó là thật sự ra nếu mà nói về mà cái sốt mà trong đêm á, mà dẫn đến cái sự chết á, thì cái phần tích lắm quý vị. Nhưng mà cái lúc đó quý vị biết không, cái lúc đó cái tâm mình nó rất là bắn loạn, đó thì nó đủ điều để mà nó làm cho mình run sợ. Con thần đó quý vị biết không, chính bản thân của chúng tôi nằm ở đêm sốt vậy đó, sốt nóng coi như là chịu không nổi á, thì tự nhiên lúc đó chúng tôi kịp gặp mặt người này để mà mình nhắn nhủ cái vấn đề đó,
rồi mình chưa kịp sắp xếp gì hết là tự nhiên giờ mình chuẩn bị là mình sẽ có cái cuộc chia tay, nó thành ra đó nó càng bắn loạn nữa quý vị. Cái lần đó là chúng tôi kể cho quý vị nghe là chúng tôi rất là sợ, mà là cũng tại vì cái bản thân của chúng tôi tối thì chúng tôi ngồi chúng tôi soạn bài, chúng tôi coi bài coi sách, rồi chúng tôi lấy cái gói trà mà trà sâm quý vị, chúng tôi đổ vô cái bình tích pha với cái nước sôi để uống. Thì quý vị biết ở trong cái bình tích đó mình không có nhìn thấy được cái màu, cái mình rót ra mình thấy nó vẫn còn lợt, cái chúng tôi bỏ thêm gói nữa rồi nó vẫn còn lợt, rồi chúng tôi bỏ tất cả là 5 gói xanh, là 5 gói trà xanh vô. Quý vị biết uống xong rồi đó, rồi chúng tôi đâu có biết, nửa đêm á, là quý vị biết là nó nóng nó sốt, nó nóng nó sốt mà nó vừa bị bí tiểu nữa. Rồi lúc đó quý vị biết rằng là chúng tôi cứ nghĩ rồi chắc thế nào mình cũng lên bàn mổ à, bây giờ mình tiểu không được là chắc thế nào cũng đem lên bàn mổ rồi đút ống vô mổ chỗ này mổ chỗ kia. Lúc đó quý vị biết tâm chúng tôi đã bị bắn loạn, lúc đó là sợ chết rồi đó, sợ chết. Thì một chút đó, chúng tôi nghĩ rằng chắc mình uống trà sâm nó nhiều quá ra, bây giờ nó nóng quá, chúng tôi làm liều uống mấy ly nước lọc, mấy ly nước lọc cứ uống vô gan, quý vị biết giữa đêm nó mát trở lại, nó lợ tiểu trở lại, cái bắt đầu sáng cười tỉnh bơ. Thì chúng tôi nghĩ ra, chúng tôi kể cho quý vị nghe cái này, thì khi mà mình qua cơn rồi đó thì coi như là mình tỉnh bơ rồi, mình nói ôi cái chuyện nó không có gì hết, không nhầm nhò. Nhưng mà cái lúc đó, cái lúc mà nó nóng mà nó bị bí tiểu, quý vị biết rằng chúng tôi nghĩ rằng cái chết nó gần tới mình này đó, thì nói về cái đời sống thường thôi đó. Rồi bây giờ nếu mà nói về những người mà ngang ngạnh, những người mà ngang ngạnh, những người mà cứng đầu á, quý vị thấy rằng mình tưởng người ta không có sợ chết, nhưng mà thật sự ra đều sợ chết quý vị, sợ chết hết. Quý vị thấy những người mà tử tù không, đi không nổi, dẫn ra pháp trường hai người kè hai bên đi không nổi, bị tiểu ở trong quần luôn, bị tiểu ra quần luôn đó, thì quý vị thấy rằng đã sợ chết. Thì ở đây chúng tôi muốn kể ra cái điều này á, là tại sao mà cái người đó mà nghe cái kiếp trầm lưng hay là cái sanh tử luân hồi đồ này kia người ta không sợ, tại vì không hiểu được ở trong đó nó gồm có những danh mục gì, rồi những cái mục đó nó được phân tích ra như thế. Chứ thật sự ra giờ quý vị nghe kể thôi quý vị cũng ớn rồi đó. Thành ra do chúng tôi kể những cái điều này ra thì chúng ta thấy rõ ràng một người mà nói rằng là mình không sợ đau khổ, không sợ cái trầm lưng này, thì cái người đó không phải là cái người có hùng tâm. Cái người có hùng tâm á, là cái người đó bình tĩnh trước cái già, bình tĩnh trước cái bệnh, bình tĩnh trước cái sự ra đi, thì mới gọi là cái người đó là cái người hùng tâm. Còn cái người mà bây giờ mà quý vị thấy rằng á, người ta tuyên bố gì, người ta tuyên bố còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, rồi còn tài sản, rồi còn quyến thuộc, nói chung mình còn đầy đủ hết, thành ra mình nói không có sợ đâu. Nhưng mà thật sự cái lúc đó đó, lúc đó mình sẽ rất là sợ đó. Thành ra cái người nào mà người ta tuyên bố thì tuyên bố mình nghe chơi cho vui thôi, mà chứ thật sự ra người ta không có hùng tâm, mà hùng tâm là đối diện với sự già, sự bệnh, sự chết mà chúng ta vẫn kiên cường, vẫn nghĩa là kiên cường theo như ở trong cái đời sống tu tập á, có chánh niệm và tỉnh giác á, thì như vậy mới gọi là có cái sự hùng tâm. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời con tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình đại Phật tính. Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Thượng Tọa Tuệ Quyền, chúng ta thấy trong kinh Tứ Niệm Xứ thì là câu trong kinh Girimananda đó, còn như là quán thường để thở vô, quán vô thường để thở ra, quán vô thường thở ra để thực tập, quán vô thường thở vô để thực tập. Mình nghĩ rằng quán vô thường đó, nó là một cái cách suy niệm khác, mà chánh niệm hơi thở là một cách khác, thì làm sao hai cái đó lại gom chung được? Cái thỉnh
Thì tôi tìm quyền quan hệ cho về ý kiến về điều này. Nam mô Bụt Tha, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Khai, Giá Giá Thưa Đại Chúng Nghe Rõ, Giá Cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính, đến Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ làm thế nào để quán vô thường chung với chánh niệm hơi thở? Kính thưa quý vị, như lời thượng tọa vừa nhắc đấy, chúng ta thấy trong bài kinh niệm ma, trong bài kinh tứ niệm xứ thì vị ấy thở vô dài, hít vô dài, thở ra ra dài, biết mình hít vô, biết mình thở ra, đã đang chánh niệm với hơi thở. Chúng ta mới chỉ hít vô, biết mình hít vô, ghi nhận mình đang hít vô, thở ra, biết mình đang thở ra. Hít vô ngắn, tập vị ấy biết mình hít vô ngắn, thở ra ngắn, biết mình thở ra ngắn. Hít vô dài, biết mình hít vô dài, thở ra dài, tập vị ấy biết mình thở ra dài. Có thể nói ở đây, cái tâm mình trước nhất là cái chánh niệm nó thường thục, nó quen biết, nó quen, nó vững rồi đó. Thì ngay cái đó chúng ta mới đưa qua cái hướng vô thường được. Chỉ khởi lên một cái hơi thở khởi lên, đây là cái sanh của hơi thở khởi lên. Thở ra, biết mình ghi nhận thở ra, và ở chỗ đó đây là chấm dứt hơi thở. Mà đời sống này dựa trên hơi thở, tức là tắt hơi thở, tức là chúng ta chết. Cho nên mạng sống này dựa trên hơi thở, và ở đó hơi thở này nó sanh diệt một cách liên tục, sanh ra rồi mất đi, sanh ra rồi mất đi, sanh ra rồi mất đi, một cách liên tục như vậy. Và tâm của vị ấy ghi nhận cái sự sanh sự diệt nó miên viễn, nó liên tục xuyên qua cái hơi thở này, để chúng ta nhận thấy được cái cuộc sống này nó vốn là một miên viễn của cái sanh cái diệt, của cái vô thường đến đi trong cuộc đời. Và nghĩa diễn rộng hơn nữa, mình đang thở đây, rồi có một lúc mình sẽ không còn thở nữa, bởi vì vô thường nó tới, chứ không phải mình thở được hoài đâu. Thì vì ấy có một cái tư niệm đó, nó xuyên qua một cái sự suy nghĩ của chính, cũng như chúng ta đang tu tập chúng tôi việc cái điều này. Và thường thì chúng tôi cũng tập cái cách đó, tức là hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Thì mình thấy rằng, hơi thở vô, đó chính là cái khởi sanh lên, cái nhân sanh khởi lên, và hơi thở ra của cái sanh, và hơi thở ra đây là cái diệt của vô thường. Và như thế, cứ niệm như vậy, đến một lúc nào đó và chúng ta dừng lại. Mà có thể nói rằng là hãy nhớ máng theo một chút xíu, chứ còn nếu như chúng ta chỉ ghi nhận trên cái hơi thở, ghi nhận trên cái hơi thở, ghi nhận cái hơi thở, và ngay chỗ lúc đó một cách rõ ràng cái chữ xong cái chai nhá, cái chỗ này chúng ta cũng lưu ý cái chỗ mà tỉnh giác, chúng ta mới nhận ra được trong cái hơi thở này đó chính là một sự sanh diệt nó liên tục, cái sự sanh sự diệt nó một cách liên tục, chứ không phải đi đâu xa, nó không phải nhìn nhận cái nào nữa, mà chính là cái hình hài thể xác của thân quán này mà chúng ta thấy rõ như vậy. Còn tâm nó vốn là sanh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, và nó cứ như thế. Ở đời sống mình chỉ nương tựa trên cái hơi thở, và nương tựa trên cái sanh diệt đó, mà dựa trên cái sanh diệt đó mà cái sự vô thường nó có thể đến bất cứ lúc nào, mà không chọn và không có ai có thể nào mà vượt qua nó được. Dạ. Thì đây chính là cái sự suy nghĩ, và cũng chính là thường con tu tập con làm như vậy đó. Không biết cái ý của thượng tọa như thế nào, nếu mà có gì mà cần bổ túc để cho cái sự tu tập được tốt đẹp thì con kính cung thỉnh ngài
Nam Mô Bụt Thầy nhé. Sa thu trên quý Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông đang ở trước máy, Đại Đức trả lời cho cô. Đại Đức Nguyên Thông, trong những cái pháp trì quản, ở đây chúng ta có tưởng về tịnh tịnh Niết Bàn, nhưng mà chúng ta chưa chứng Niết Bàn, thì chúng ta có thể nào suy nghĩ về cái trạng thái ngược, đối ngược là khổ đau? Thí dụ như mình thấy khổ đau và chấm dứt tất cả khổ đau, có gọi là Niết Bàn được không? Kính thưa Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lĩnh sư phụ có ý kiến cho câu thọ luận số 5, hỏi rằng đối ngược với khổ đau có phải là Niết Bàn hay không? Kính thưa sư phụ, thì thật ra đối ngược với khổ đau là không có khổ đau, thì không có khổ đau là một trạng thái an lạc. Nếu mà chúng ta hiểu biết Niết Bàn không phải là một cái cõi, một cái cảnh, mà là Niết Bàn là một trạng thái tâm, trong đó không có tham sân si. Thành ra nếu mà mình, người hành giả thấy được cái điều đó, thì khi mà thấy được cái điều đó thì người hành giả đó quay lại cái tâm mình có tham, có sân, có si hay không. Nếu có thì trừ bỏ đi. Thì không phải Niết Bàn là một khi mà mình nói là mình được liền, mà một đó phải qua một cái process, tức là một cái quá trình tu tập. Thì khi mà người hành giả đó trong tâm mình quan sát, mình nhìn lại cái tâm mình, chứ đừng soi mói người khác, đừng phê bình người khác, mình coi lại cái mình như thế nào. Thì khi mình coi lại mình như thế nào, mình quen cái bài mà Đức Phật đã giảng dạy là tứ niệm xứ đó, Satipatthana đó. Thì khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra. Thì trong mình khi thở vào, biết thở ra, là khi thở ra biết thở ra, thì lúc đó mình không có tham sân si, thì lúc đó gọi là Niết Bàn. Thành ra cái Niết Bàn là cái công năng thường xuyên tu tập thực hành như vậy mới đạt được, chứ không phải nói là mình đối ngược với khổ đau là mình có Niết Bàn. Thật sự là cũng có cái nghĩa đó, nhưng mà phải nói ra được. Nhưng mà mình phải có qua cái quá trình tu tập mà bắt Đức Phật đã giảng dạy hay là Satipatthana, là khi thở vào biết thở ra, vào khi thở ra biết thở ra. Và cái trạng thái tâm lúc đó không có tham sân si. Thì nếu thực tập thường xuyên như vậy thì có thể là chứng đắc những tầng thiền, dẫn chứng đắc những đạo quả sơ nhị tam chí đạo hay là sơ nhị tam tí thiền. Kính thưa sư phụ, do đó cái câu thảo luận hỏi đối ngược với khổ đau có phải là Niết Bàn, nhưng mà làm sao mình đối ngược được với khổ đau được, trong khi cái tâm của tất cả chúng sanh, kể cả con, thì đầy dẫy tham sân si. Cho khi mà mình biết mình có đầy dẫy tham sân si thì mình tìm cách mình xóa bỏ nó, mình tưởng nó không trụ vào trong đó. Mà đó chỉ có một cái điều duy nhất mà Đức Phật giảng dạy là Satipatthana, là khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra. Và được thường xuyên làm như vậy một ngày nhiều lần, và một lần trên một tiếng đồng hồ, thì có thể đạt được cái tình trạng mà có thể đối ngược với khổ đau. Kính thưa sư phụ, đó là sự suy nghĩ của con. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những gì mà con nói chưa đủ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Đại Đức Nguyên Thông, kính bạch chư tôn đức và thượng nghi Phật tử, còn vài phút chót xin được thưa rằng những phép quán tưởng này được Đức Phật dạy đều dựa trên cái kinh nghiệm thực tế đời sống hàng ngày. Thí dụ như là quán tưởng về sự vô thường. Sự vô thường đó không phải là một cái gì mình tưởng tượng, mà mình phải dựa trên cái thực tế. Khi nãy mình ngồi không có đau nhất, bây giờ đau nhất đó là vô thường. Một người mình vừa mới gặp, chợt mình nghĩ hồi xưa người đó còn trẻ như vậy, đẹp như vậy, bây giờ già nuôi như vậy. Cái đó mình là quán tưởng về sự vô thường.
rồi chúng ta có rất là nhiều cách để quán tưởng, nhưng mà sự quán tưởng nó phải dựa trên cái kinh nghiệm thực tại. Và mỗi một hành giả đó cần làm thế nào mà để cái quán tưởng đó, đó nó được tiếp tục tồn tại cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không thường là mình nhìn thấy như vậy không? Mình dùng các hiện tượng để chúng ta cái sự vô thường. Chúng tôi muốn nói là một cái chất liệu để thắp sáng về sự vô thường, nó phải liên tục. Nếu trong thời gian đó, ví dụ như là quý Phật tử nào có một giai đoạn mà quý vị thích đọc một buổi tiểu thuyết, xem một bộ phim, trong lúc quý vị đang thích hay thích quyển tiểu thuyết đó, cái tâm niệm luôn luôn hướng về, dù là lúc mình đi nghỉ, lúc mình đi dạo bơ bơ, mình hay nghĩ tới về cái đó, thì cái đó nó sẽ theo. Và nếu chúng ta biết khéo khai triển thì trong thời gian đó mình thường sống với cái một cái nghĩa, một cái ý nghĩa. Chúng tôi nhớ là có lần nói chuyện với ngài Pandita, ngài có dạy rằng một người mà đã thật sự thấm nhuần giáo pháp và có cái tâm gắn bó với một niềm mục niềm tưởng quán tưởng như về vô thường, khổ não, về vô ngã, về tinh tịnh vân vân, thì người đó phải có khả năng nhìn thấy những cái ý nghĩa này qua tất cả những cái hiện tượng xảy ra chung quanh mình. Khi mình đã thấy vô thường thì dù là cái đau cái nhức của thân cũng là vô thường, trời sáng trời tối cũng là vô thường, hoa nở hoa tàn cũng là vô thường, một người mới sống đó rồi chết đó cũng là vô thường. Sự vô thường có thể thấy ở trong tất cả mọi nơi, và nó trở thành một cái chất liệu chính để thắp sáng cho cái tuệ giác của hành giả. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhưng pháp thoại của thầy tổ hôm nay giảng hôm nay về chính pháp tưởng. Xin được những kính trân chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tập thể quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Cho Nhật Bình biết được tín hiệu ạ. Yang kinci kusala kamang kapa pangiriya mamakaye navaja manasa didase sukatang katang yesa sanyino artiye yasanta sanyino katang bhunya palang mayan sape paki pavandute yetang katang suhitang indang bhunya palang mayan yetata Anajanan Deva Dantwali Veda Yum Sabe Lokam Diye Sapa Jivanta Harane Dukha Madunyam Pojanan Sabe Sapanto Mamaji Sapa Di. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha.
Bồ Thượng Nhân hiện tiền quả ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền cầm xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường hiện nhà nhà thương chúng sanh ba cõi sao được do nhờ thần phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân thần sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena so de hon du de hon ta rang viên công đức đã làm kiến kiến làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng viên thành chân giác. Thank you.